sốc cháu gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh tiết lộ để hết tài sản cho người này. Gần đây, con gái ruột của Vũ Linh là Hồng Loan cùng hai người em là con của chú Bảy và chú Bốn đã tiết lộ nhiều sự thật không ngờ trong gia đình. Vào một buổi tối tháng 7, con gái của cố nghệ sĩ cùng hai người em họ con của chú Tư là Thành Mỹ và con chú Bảy là Bùm Bùm đã livestream tiết lộ. Sự thật về những điều mắt thấy tai nghe và chính bản thân trải qua và lý do hai người này bảo vệ và đứng về phía Hồng Loan. Theo đó, anh Thành Mỹ cho hay, em sống với cô Sáu đã 20 năm qua thì sao không thương hả mọi người. Nhưng cái nào đúng thì phải nói đúng, sai thì phải chỉ ra sai. Lúc đầu, em nghe Hồng Loan hay Bùm Bùm nói những điều không hợp lý từ hành động của cô Sáu và Phượng, em chỉ im lặng, thậm chí em còn không tin. Nhưng theo thời gian, khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện mới hiểu nó kinh khủng tới mức nào. Từ lúc em theo Hồng Loan tới giờ, em có tiền bạc gì đâu. Nếu em muốn lấy tiền từ Youtube, thì em đã lập kênh để kiếm tiền rồi. Nếu nói về người có quyền dành thì chưa tới lượt bên kia và bùm bùm mà là em nè. Còn về Hồng Loan, may là nó đã sang tên hết tài sản mà câu chuyện còn đi xa đến cỡ đó. Lúc đầu, Loan không hề nghĩ tới hay không chủ động chuyện giấy tờ sang trước. Vì bên kia đánh thì nó phải đỡ chứ sao. Con cháu trong nhà như em và bùm bùm chưa bao giờ dám ra ngoài xưng là cháu của Vũ Linh. Nhưng cô cháu nghệ sĩ kia thì đi đâu cũng khoe. Cô cháu kia cứ gặp chú Năm là nói xấu hết những người cháu khác trong gia đình và không dưới bốn lần đuổi em ra khỏi nhà. Về phía Bùm Bùm là con của nghệ sĩ Tiểu Linh cũng nói về cố nghệ sĩ Vũ Linh đã muốn đem tài sản giao cho Hồng Loan từ lâu. Có một ngày, em và chồng lên thăm bác Năm, lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong, bác tỉnh táo chứ không có nhậu. Em chào bác thì bác hỏi, khi nào hai đứa cho bác bồng cháu? Em mới nói là, có Ruby con chị Phượng, rồi con chị Loan cũng mấy đứa, thôi con cứ từ từ đi bác. Bác năm mới hỏi em, ủa con phượng họ gì, con họ gì? Con của con phượng là khác, con của con là khác. Rồi bác nói đến chuyện tài sản, bác giờ cũng gần đất xa trời rồi, không còn sống bao lâu nữa đâu. Khi bác mất, tài sản này cho chị Loan mày chứ cho ai? Trong giấy tờ bác có mình con Loan là con, sau này bác đi, chị Loan sẽ thay bác lo cho con. Con dáng ở bên cạnh chị Loan, đừng bỏ nó. Vừa nói xong thì chị nờ vào, bác liền đánh trống lãng đi chuyện khác. Trước đó con gái hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh đã nói hết sự thật khi mâu thuẫn trong gia đình xảy ra. Vì Hồng Loan nhận thấy mình không được tôn trọng cũng như không có quyền quyết định sự việc lớn nhỏ trong nhà. Bên cạnh đó, những người gọi là thân thiết đã đem chuyện đời tư của cô ra nói xấu. Hồng Loan khẳng định mình không hề tham lam, dành hết tài sản. Cô từng nói sẽ bán hai mảnh đất tọa lạc tại quận 9 để mua nhà cho mẹ con Hồng Phượng và chia cho những người con cháu khác trong gia đình. Hồng Loan cảm thấy việc này không cần thiết nữa sau khi trải qua nhiều mâu thuẫn.